Theo thống kê chưa đầy đủ của huyện Madarak, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn huyện Madarak đã có mưa to, kèm theo gió cấp 7, giật cấp 8, đã làm khoảng 1.000 hecta cây trồng các loại bị đổ, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Chỉ tính riêng xã Chư Mưa Ta đã có hàng trăm hecta cây trồng của người dân bị ảnh hưởng. Xã đã cử cán bộ xuống hướng dẫn cho người dân khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Xã dạ là hiện tại có khoảng chừng hơn ba chục hecta keo là bị bị đổ bị đổ rồi bên cạnh đó thì cái diện tích mía mía của của xã thì theo thống kê ban đầu các thôn buôn báo cáo thì xã có khoảng chừng gần bốn chục hecta là mía là bị bị đổ mà đối với cái mía thì cũng thiệt hại cũng cũng cũng, cũng xác định là cũng phải khoảng năm mươi Ông Hồ Quang Hường ở thôn 2 xã Chư Mờ Ta cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 9, gia đình ông có hơn 1,5 hecta cây trồng gồm mía, cà phê, bắp, tiêu đều bị ảnh hưởng. Trong đó thiệt hại nặng nhất là mía và cà phê. Theo ông Hường, do dãy nhà ông không có cây chắn gió, nên mưa to kèm theo gió giật mạnh đã làm 50% diện tích mía bị đổ, 4 xào cà phê cũng bị ảnh hưởng nặng. Ngay sau bão, ông phải dựng lại cây cà phê, nhưng không biết có cứu được không. Đối với diện tích mía, khi bị đổ sẽ mất khoảng 30% sản lượng. Bây giờ thì thời kinh tế thì dùng cũng bị được. Bây giờ có thể kinh ngô thì mình phục hồi được, cái ca thì đang phụ thuộc, nó sợ nó chết mất thôi. Thế dùng chưa biết được. Cho cái mía thì nó thiệt hại có khoảng 30 phần trăm so với thu hoạch. Đó. Cũng ở thôn 2 xã Trương Mở Ta, bà Đồng Thị Thân có 6 sào mía và bắp cũng thiệt hại nặng chúng ấy, ông nhà được cô mấy thâu biển đấy, hạt ba hạt cây á, để ông ăn thua giờ bảo là ông làm ăn kinh tế cũng phát tiền gì cả. Ta ăn đang chị đang con vất vả lắm. Thế thì để mà giúp dân trong cái vấn đề là khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đã tham mưu cho ủy ban huyện là các cái văn bản chỉ đạo ủy ban nhân các xã tiếp tục rà soát đánh giá mức độ thiệt hại và có những vấn đề kiến nghị đề xuất với các cấp để như vậy quan tâm hỗ trợ cho người dân khắc phục sau bão, đặc biệt là hỗ trợ các cái nguồn giống để tái sản xuất cho cái vụ đông xuân 2020-2021. Ngay sau khi bão đi qua, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Ma Đờ Rắc đã tổ chức các đoàn xuống cơ sở thống kê những thiệt hại để có hướng khắc phục hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.